Dạ, em chào mọi người, em chào các anh, chào các bạn và các em. Một món quà này á, là lúc mà em mua em vẫn chưa nghĩ là em sẽ tặng ai. Thì cái món quà này á, là em dành cho một cái người mà em nghĩ là cái mỏ hổn nhất trong cái đàn mình. Ban đầu trong đàn em nghĩ là nó sẽ là thằng Khánh đúng không? Nhưng mà nếu mà món quà tặng Khánh thì rất là bình thường. Đó, nhưng mà cuối cùng thì á, trong chương trình nó đã tìm được cái người đó rồi. Em có hai món quà được nha. Một cái máy, cái gõ mỏ online anh nó sẽ như vậy nè. Trời ơi. Trời ơi, thức tỉnh. Dạ, thì em đã tìm được cái người mà có cái mỏ hổn mà xứng đáng nhận cái máy này đúng không? Nó rất là dễ thương thôi, đó là xin tặng cho anh Quốc Thiên. Thương thôi, đó là xin tặng cho anh Quốc Thiên. Thì trước khi vô chương trình á là coi anh Quốc Thiên trên tivi, thấy anh rất là đạo mạo, rất là đẹp, đúng không? Rất là nghiêm trang, rất là ngầu. Nhưng mà khi mà tiếp xúc ở ngoài á thì mọi người thấy cái mỏ anh rồi đó. Đúng rồi. Thì á cái này nó có một cái nút nữa, nó là ở đây. Đó là cung hỷ phát tài. Đó, nó cũng là ý nghĩa mang may mắn. Đó thì em xin tặng cho anh. Dạ. May có cái cung hỷ phát tài không thôi này, anh nhai đầu em. Cảm ơn nha. Đó, mọi người thấy cái mỏ chưa? Cảm ơn. Cái món thứ hai thì nó cũng là một cái món đồ chơi vô tri thôi các mọi người. Cái bộ đồ ngủ rồi trẻ con. Thì nếu mà mấy anh em ở chung thì cũng sẽ để ý là người này mặc đồ ngủ nó rất là dị hợm. Dị hợm. Đúng rồi, đó chính là cây trần. À, ok, em có thể xỏ bộ đồ ngủ ra cho mọi người coi cũng. Ủa sao giống kêu chợ vậy? Không, nó có cái bao đẹp lắm. Em nói rồi, cái miệng anh hổn lắm, thật sự. Đó, mọi người thấy không? Lần sau nha, tôi mà thấy ai mổ nữa tôi nè. Thức tỉnh. Tự thức tỉnh chính mình đi. Tự thức tỉnh bản thân anh đi. Mấy đứa mày á. Trời ơi. Trên tấm dừng hình mà nói vậy. Dễ thương quá à. Hợp với nó ghê. Ủa, con này là con gì vậy? Siêu nhân điện quang, siêu nhân điện quang. Ê, em biết tại sao anh tặng em rồi. Để em bắn những cái mỏ anh á. Thấy chưa, thấy cái hấp dẫn bằng này đâu. Em thấy không? Đồ sample khác hẳn luôn chưa? Đây là đồ trên mạng, đây là hàng order về. Thấy chưa? Anh muốn thêm thịt cho nó giống cái này. Anh ơi, khẩu phần ăn một người buổi sáng là 10.000. Ít quá. Một người buổi sáng chỉ có 10.000 thôi. Cái này hơi ít thịt này thấy không? Anh ơi, mình đi chơi truyền hình thực tế chứ mình không đi du lịch. No. Chương trình chỉ có ngân sách nhiêu đó thôi. No, anh cần. Anh ăn như vậy là mất phần của người sau. Hành kim đêm. Anh chứng thêm hả? Lợi mặt ơi. Rồi nhảy ơi. Nhảy. Biết làm nghề không? Thế rồi. Biết làm nghề không? Em ăn nhiều sụp lắm. Anh khó chịu lắm nha mấy đứa. Anh khó chịu lắm nha mấy đứa. 2, 3 máy chạy quay. Em kịch vụ đổi hai diễn viên cho anh. Đuổi hai quả trái này ra khỏi đây nha. Giặt. Cho là gặp máy luôn em, ngồi chơi rồi em. Đấy, nhớ là vụ chuyển máy cảm xúc nhá. Bạn nhầm bông khẩu rồi anh ơi. Tạ thế à? Có thể sợ làm đạo diễn không? Đúng rồi, diễn đi. Rồi, cây ơi, diễn đi em. Rồi, diễn cái tâm lý mà em yêu Vin ơi. Action! Hãy xem nè, rồi anh xin nhẹ vô nè. Thơ má. Rồi, hai cái đầu cùng nhau nè, tâm lý nè, nuôi tâm lý nè em. Không, cũng làm đúng chưa? Có biết làm nghề không? Hai đứa này. Học không? Học đi học không? Đồ đàn ông. Quay giùm tụi em cái đó, anh phát mũi dai được không? Mời đến!
Mày xin tiền đi mấy bạn. Tình công là năm sĩ. Tình công là năm sĩ. Tôi sẽ là tay trong của chương trình. Dạ, xin phép em được có đôi lời. Ngày hôm nay là em mạn phép là tặng hết cho tất cả các anh luôn. Thì món quà này nó không có cái gì gọi là quý giá cả. Nó chỉ là một cái bình nước để mọi người giữ nước ở trong đó, để khi đi tập luyện để uống nước thôi. Dạ, hy vọng mọi người sẽ thích cái món quà này. Cảm ơn Đạt rất nhiều. Đây, xin tặng mọi người. Thì trong này là cái bình giữ nhiệt thôi. Mọi người cứ... cảm ơn mọi người đã nhận đó nha. Mọi người có thể đổi. À, anh Sơn ơi, anh lớn tuổi... Thì đây có cái bình, thì mọi người ký tên xong mình sẽ gửi tặng lại cho chương trình để làm kỷ niệm. Không, rồi, mọi người chung màu nào thôi bạn. Giống nhau, nhận món quà màu đen cũng giống nhau. Thường đến đi xin chữ ký mọi người kỷ niệm mà rốt cuộc không biết ký vào đâu. Anh Đạt tặng cái bình xong rồi mọi người sẽ cùng nhau ký. Mọi người ai cũng ký tên nhau hết. Bây giờ tôi với Tùng ký sao đây? Ký quà ký lại. Được nấu giá. Anh chơi vượt ngàn trong gai, 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên YouTube Giang Quanh Show, thứ bảy hàng tuần từ ngày 29 tháng 6, 2024.